năm mới trở lại đấu trường châu lục. Ngoài Gia Lai đã thể hiện sự tự tin với những trận đấu đầy nỗ lực. Và bây giờ, cùng chờ đợi trận đấu cuối cùng với lời chia tay đẹp của thầy trò huấn luyện viên Kian Pisac. Bé sẽ cố gắng thi đấu trận cuối cùng thật tốt, tại vì đây là trận đấu cuối cùng trên đây. AFC Championship 2022, Hoàng Gia Lai, Simi FC, 18 giờ ngày 11 tháng 5, trực tiếp trên VTV5 và VTV6. Trước đó 45 phút là chương trình bình luận trước trận đấu.